Ở mảnh đất Chi Tôn đầy nắng và gió này, từ bao đời nay, những chiếc bếp củi thô sơ vẫn được dựng lên quanh ngôi nhà của người Khmer để nung gốm. Những chiếc bếp, nồi đất đã ra đời từ những bếp củi đơn sơ như thế, chứa đựng bên trong sự tỉ mẩn của con người, hòa hợp với đất, với nắng, với gió Chi Tôn. Nghề làm gốm là một nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer nói chung, trong đó gốm Khmer Chi Tôn là nổi tiếng khắp xa gần. Không những cửa hàng gốm san sát, không những cơ sở sản xuất gốm bám đen màu khói hay những lò nung luôn đỏ lửa, xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang không gợi chút nào về một mảnh đất của gốm, ngoại trừ những chiếc bếp hay nồi đất mà người dân ở đây vẫn quen gọi là cà ràng và cà om được phơi trong nắng vàng. Là một vùng đất tập trung đông người Khmer sinh sống, thì ở huyện Chi Tôn của tỉnh An Giang, nghề làm gốm của người Khmer vẫn luôn được giữ gìn hàng trăm năm qua. Về nguồn gốc của nghề gốm ở đất này, đến nay chẳng còn ai nhớ chính xác. Chỉ biết nhiều gia đình người Khmer ở Chi Tôn đã có vài đời làm gốm. Sở dĩ có điều này là bởi nghề làm gốm của đồng bào dân tộc Khmer ở đây thô sơ và gần gũi như chính cuộc sống của người Khmer ở đất này cả trăm năm qua. Dưới hiên nhà, bên bìa rừng, ở bất kỳ đâu, người Khmer cũng có thể nặn gốm. Điều làm nên thương hiệu cho gốm Khmer Chi Tôn chính là đất và kỹ thuật nung. Đất được lấy về làm gốm chủ yếu là đất đồi, núi của những dãy núi thiêng theo quan niệm của người Khmer ở xung quanh Chi Tôn. Đất sau khi đem về phải trải qua nhiều công đoạn rồi mới tới quá trình nặn gốm. Thậm chí với những sản phẩm khác nhau, người Khmer cũng có những quy định chặt chẽ về chất liệu đất. Đất lấy trên núi đem về khoảng nửa tháng, sau đó tiến hành lọc bỏ rác, lá cây, đá vụn, rồi đem nhào với nước, để 4-5 ngày sau mới dùng được. Đất để làm bếp lò thì có nhiều loại, còn để làm nồi thì chỉ có một loại thôi. Đi lấy đất giờ cũng khó, lấy trong núi nó khó, có cục đa bự bự gì đó. Hồi xưa mình lấy trong ruộng, bây giờ ruộng tan tan cho lấy đâu, mình lấy trên núi, núi chừng khó khó một. Đầu tiên là trong công đoạn là lấy đất nha. Lấy đất là khó nhất. Đấy là khó nhất đúng không ạ? Nhất. Sau này đem về những công đoạn kia thì mình quen rồi. Quen rồi, quen rồi, không thay là không có khó gì đâu. Dạ. Đất sau khi đã được nhồi xong, người Khmer sẽ tiến hành nặn gốm. Mọi công đoạn làm gốm của người Khmer ở Chi Tôn đều được làm hoàn toàn thủ công. Đến cả hoa văn trên sản phẩm cũng do bàn tay con người từng chút một tạo thành. Tận mắt chiêm ngưỡng người Khmer làm gốm. Ngắm nhìn những dụng cụ thô sơ được truyền từ đời này sang đời khác, ta mới thấy được hết cái mộc mạc, cái chân chất mà tỉ mẩn, cẩn mẫn của những người Khmer ở đây. Một trong những bí quyết để tạo độ bóng cho các sản phẩm gốm của người Khmer ở Chi Tôn là dùng lá cây rừng chuốt lại sau khi sản phẩm đã được nặn xong. Lá cây được sử dụng là loại lá mọc rất nhiều quanh nhà mà bất cứ người Khmer nào cũng biết. Nhưng khi hỏi tên thì chẳng ai biết tên cây là gì.
Tất cả đều là kinh nghiệm được truyền lại qua mấy đời làm gốm. Khó nhất là khi tạo hình thân của chiếc nồi đất. Lúc này cần phải đợi đất hơi khô lại mới nặn được. Sau khi nặn xong thì đem nồi đi phơi nắng, phơi gió. Đến khi nào chạm tay vào mà không thấy bị dính hay nhớt thì mới đem đi nung được. Những sản phẩm gốm sau khi đủ nắng, đủ gió sẽ được đem đi nung. Người Khmer nung gốm bằng những đống lửa được thổi lên bằng rơm rạ và những cành cây khô quanh nhà. Đây chính là lúc kiểm tra độ nắng gió của gốm. Giữ hơi ấm rồi đó. Bảy không? Những sản phẩm nào phơi chưa đủ lâu, chưa đủ khô, hễ đem nung là sẽ bị nứt ngay. Bếp tắt, gốm Khmer Chi Tôn được ủ dưới những lớp tro nóng như thế, cho đến khi bếp nguội hẳn, người ta mới dỡ gốm ra. Cứ có người đặt tầm 20 đến 30 chiếc là gia đình tôi lại nổi lửa đốt gốm một lần. Sau khi nặn xong, phải phơi nắng 4 ngày mới được một mẻ gốm để đem đốt. Mình đi lấy đất về là nhồi nước cho nó mềm, mềm rồi mình đập cho nó dẻo, lấy cục đá nó ra, rồi mình bắt đầu mình làm. Làm rồi mình để cho này là mát mát, chừng nào nó khô một chút mình phơi, phơi cho nó khô, thiệt là khô nó mới đi nung. Người Khmer có một sự phân công lao động rất rõ ràng. Những công việc nặng nhọc như lấy đất hay nung gốm sẽ do những người đàn ông đảm nhiệm. Còn công việc chọn đất, nhồi đất, nặn gốm sẽ chỉ dành cho những người phụ nữ trong gia đình. Thế nên người ta vẫn thường bảo nhau nghề gốm ở Chi Tôn là nghề mẹ truyền con nối. Những người phụ nữ Khmer ở Chi Tôn thường nặn gốm vào những khoảng thời gian nông nhàn. Nước da tựa tựa màu gốm và đôi bàn tay tỉ mẩn thoăn thoắt, đó là phụ nữ Khmer. À, cô ơi, mình bắt đầu làm gốm từ năm bao nhiêu tuổi ạ? Tôi biết làm này là 13 tuổi. Thế ngày đấy thì ai là người đầu tiên dạy cô làm gốm? Mẹ. Thế lúc đấy trong nhà thì có nhiều người làm không cô? Hôm trước là tôi làm với mẹ tôi thôi, chứ còn người bà cô làm nữa là ba người làm. Em tôi cũng biết làm mẹ, bây giờ em tôi mới đi làm đường thốc nấu. Gia đình tôi là biết làm 4 người. Bây giờ mẹ mất rồi. Còn tôi với em tôi nè. Thế trước mẹ của cô thì ạ? Ông bà làm, ông nội, bà nội tôi biết làm. Ông cốc, bà cốc cũng biết làm luôn. Tôi nghe bà nội tôi nói đó. Tôi hồi nhỏ cũng nói, bà nội ai làm gì nãy trước khi đầu tiên ai làm nói vậy? Bà nội tôi nè, bà cốc, ông cốc gì đó, cha mẹ bà nội gì đó, nuôi vậy đó. Sanh ra là thay cha mẹ làm. Gia đình nhà mình là từ cô này, xong đến mẹ, rồi trên đấy là ông bà đều đã làm gốm rồi đúng không ạ? Thế bây giờ thì ngoài cô thì trong gia đình có ai làm được không ạ? Ngoài tôi nữa là chắc cho con tôi làm, mà con tôi chưa biết làm nhiều, làm ít ít, làm tôi sửa được. Con tôi làm tôi sửa nó ban được.
Tôi cũng vậy ha. Hồi 13 tuổi tôi làm cũng chưa ban được, mẹ tôi sửa. Ví dụ như là mình không phơi ngoài nắng mà mình để ở trong dâm như thế này thì có được không ạ? Được, được, được. Không phơi là để trong này là lâu lâu, cỡ sau 7 ngày là khô vậy đó, đi đốt cũng được. Ừ. Chứ còn đã đem ra phơi nắng thì sẽ... Phơi nắng là không đúng là bị bể. Tức là để ở trong bóng dâm thì để lâu cũng được, lâu còn đã phơi được, ngoài được, nắng thì sẽ phải đem đun, đem nung, đúng không ạ? Vâng. Cô ấy thì một cái sản phẩm này của cô thì bán được bao nhiêu tiền ạ? Này đem cho người ta được 30 ngàn. 30 nghìn. Người ta đi bán là 60. À, người ta đi bán lại thì là 60 nghìn. Thế ngày xưa thì ở trong Phung Sóc của mình thì có nhiều gia đình làm không ạ? Có nhiều gia đình. Hôm qua là 24 hộ làm. Bây giờ còn làm cả 7 hộ à. Ta biết làm mình ta đi thành phố. Bây giờ cũng bán chậm. Xài bây giờ người ta ít xài. Thế mình thì chủ yếu là làm những cái sản phẩm gì ạ cô? Làm một sản phẩm là làm nồi đất đó, làm nồi đất hoặc là người ta đặt làm ống khói đem qua nấu đường đó, ống khói nấu đường này. Đó, hai hoặc là tôi làm lò than, lò gì đủ thứ, người ta đặt nào gì làm nấy, rồi lò bự bự gì đó. Đã qua mất rồi, cái thuộc cả ấp ngày nào cũng làm gốm. Ngày hôm nay số lượng các gia đình còn làm nghề chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Những người phụ nữ còn biết nghề thì tuổi cứ cao dần, trong khi lớp trẻ phần nhiều lại muốn ra các thành phố tìm việc. Nhưng nghề gốm Khmer ở Chi Tôn sẽ vẫn còn mãi. Người ta tìm cách đa dạng sản phẩm, từ cà ràng, cà om, các chị, các mẹ nặn thêm bát, thêm chén. Từ chiếc bếp lò truyền thống đã cả trăm năm, người ta cải tiến theo mẫu mã của Thái Lan để phù hợp hơn với thị trường. Cứ thế từng chút một, người Khmer ở Chi Tôn tìm cách để giữ lấy cái nghề truyền thống. Để quanh nhà của người Khmer đất này, những bếp rơm vẫn âm ỉ cháy và sắc nâu vàng của gốm Chi Tôn vẫn sậm cả một góc sân nắng vàng. Nếu muốn được tận mắt chứng kiến người Khmer ở Chi Tôn nặn gốm, hãy ghé thăm các ấp của người Khmer vào những ngày nắng. Tới đây, bạn có thể chọn mua một vài sản phẩm nhỏ xinh như nồi đất, liễn đất để mang về làm kỷ niệm. Người Khmer rất chân chất, hãy tận hưởng một ngày nắng vàng ở đây và tìm hiểu thêm về nhiều nét văn hóa đặc sắc của vùng đất này nhé!